Xin chào mọi người, ngày hôm nay mình lại tiếp tục lên rừng để đi thu hái rễ cũ của cái mọp cái rừng mọi người. Và mình bắt gặp được một cái khu vực cái mọp cái rừng này nó mọc rất là nhiều và những cây có rễ cũ cực kỳ là lớn mọi người. Nên mình quay video này để cho mọi người chiêm ngưỡng một chút. Cái mọp cái rừng này, cái phần rễ cũ này mọi người này là dùng để trị các cái chứng bệnh về gan này, rất là hay. Còn cái lá non của nó thì được nhân dân sử dụng để làm rau ăn. Đây là một cái khu vực bến khe suối mọi người, cho nên cây mọp cái rừng này nó mọc rất nhiều. Đây nè mọi người này, rồi đây nữa này, những cái rễ cũ rất là lớn. Và bây giờ mình sẽ thu hái những cái rễ cũ này về để làm thuốc. Mọi người thấy chưa, cực kỳ là lớn. Rồi bên này nữa mọi người này, những cây có rễ cũ rất là lớn, loại này rất lâu năm rồi mọi người. Cây thuốc lấy ở trong rừng này mới tốt mọi người, chứ còn mọc gái mà nó mọc ở ngoài đồng ruộng thì chất lượng thuốc nó không cao đâu. Những cái cây mọc ở trên rừng này thì chất lượng thuốc mới tốt được. Đó, khu vực này mọc gái rất nhiều. Bây giờ mình sẽ thu hái về để sấy khô và làm thuốc. Đấy, mọi người thấy chưa, cực kỳ là lớn luôn. Củ này làm thuốc với sưởng mọi người này. Đấy này, loài cái mọp gái này thì nó chuyên sống bên cả cái mẹp khe suối đó. Chỗ nào có nước thì cây này nó phát triển rất là mạnh. Xin chào mọi người, ngày hôm nay mình lại tiếp tục lên núi để đi thu hái cây thuốc. Và trong quá trình đi thu hái thuốc, mình bắt gặp được một cái khu vực cây đu đủ đực nó mọc rất là nhiều mọi người. Nên mình quay video này để giới thiệu tới mọi người loài cây thuốc quý này. Loài đu đủ đực mà mọc ở trên rừng này thì chất lượng lâm thuốc cực kỳ là tốt mọi người. Ở quê mình cây đu đủ đực nó mọc trên rừng rất là nhiều, không biết đất phù hợp với cái điều kiện sống của nó hay là sao đó. Nó mọc cực kỳ là nhiều mọi người. Trong quá trình đi rừng mình vẫn hay gặp cái loài đu đủ đực mọc trên rừng này. Nên ngày hôm nay mình tiện thể quay video này để những cái thầy thuốc nào mà cần tới cái vị thuốc đu đủ đực này thì liên hệ với mình qua số Zalo 0396761661. Mình xin trân trọng cảm ơn. Xin chào mọi người, ngày hôm nay mình lên rừng để đi thu hái củ của cây thổ phục linh. Và khi tới cái khu vực này, mình bắt gặp được một cây thổ phục linh trắng mọi người. Nó đã rất là lớn. Loài thổ phục linh mà cái thân của nó bằng ngón tay như thế này mọi người này, thì rễ củ của nó đã rất là lớn. Nó lớn bằng con chuột cúc hoặc là con lần con này mọi người. Nhìn rất là đẹp. Đấy, thân của nó đây mọi người. Loài thổ phục linh trắng này thì từ rễ cũ của nó đâm rất nhiều chồi lên mọi người. Còn thổ phục linh đỏ thì nó chỉ có một chồi duy nhất thôi. Đây mọi người này, ở đây cây này nó đã gồm hai chồi và nó rất là dài mọi người này. Nhìn quay cây này nó có thể dài tới hàng chục mét luôn. Đây này. Ngày hôm nay trời mưa cho nên ở khu vực này cây cối rậm rạp cho nên video nó hơi tối mọi người.
Và bây giờ mình sẽ đào cái củ này lên để quay cho mọi người thấy rễ củ bên dưới của cái loài thổ phục lãnh trắng này. Mình tạm dừng một chút. Đây mọi người, sau một hồi đào củ thổ phục lãnh này lên, mình đã đào được nó đấy mọi người này. Củ rất là lớn luôn. Củ này tầm khoảng 2 kg đó mọi người này. Loài thổ phục lãnh này nó khá là nặng. Đất ở đây là đất đỏ bay rán mọi người, cho nên nó dính rất là dẻo, nó gãy làm hai khúc đấy mọi người. Đây một miệng và bên này một miệng này, đó. Nó gãy cái chỗ này này, này, đấy. Nó có hình như vậy mọi người, nhưng mà mình đào lên nó bị gãy. Ngày hôm nay trời mưa cho nên là đất nó dính rất là nhiều. Và nhân tiện video này, những thầy thuốc nào mà cần mua cây thổ phục lãnh thì liên hệ với mình qua số Zalo 039 676 1661. Mình thường để nó ở dưới phần mô tả video. Mình xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ mình phải xuống núi để về nhà. Đến đây, mình xin chào và tạm biệt mọi người.